Tổng thống Zelensky, từ HIMARS gần như đồng nghĩa với từ công lý cho Ukraine. Các nhà khoa học Ukraine ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp do chiến tranh với Nga vượt quá 108 tỷ đô la. Sau khi loại bỏ một lần, Hoa Kỳ đã đưa tên người phụ nữ được cho là thân cận với ông Putin vào danh sách trừng phạt. Trung Quốc triệu tập đại sứ Mỹ Bà Pelosi đã viết một bài báo trên Washington Post Vì sao tôi dẫn đầu một phái đoàn quốc hội đến Đài Loan Ông Biden chấp thuận bán vũ khí khổng lồ trị giá 5 tỷ đô la cho Ả Rập Saudi, UAE để chống lại Iran. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 3 tháng 8 của DKN TV. Mars gần như đồng nghĩa với từ công lý cho Ukraine, nhưng lực lượng Ukraine vẫn chưa thể loại bỏ lợi thế pháo binh của đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu tối qua đăng trên mạng xã hội của mình. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ở Piska và Avdiivka trong vùng Donetsk, nó chỉ đơn giản là địa ngục ở ngoài đó. Nó không thể được mô tả bằng lời, ông cho biết. Ông nhấn mạnh, Mọi người Ukraine nên luôn biết ơn những người lính. Những người bảo vệ của chúng ta đã bảo vệ các vị trí của Ukraine bất chấp lợi thế hỏa lực của quân khủng bố. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao Ukraine và các đại diện khác của đất nước hàng ngày làm mọi thứ có thể và không thể để có được số vũ khí sẽ cho phép ngăn chặn đối thủ. Tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Ba, ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, người mà ông cảm ơn vì đã ủng hộ Ukraine. Ông nói thêm rằng, ông cũng đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, và trong cả hai cuộc hội đàm này, sự chú ý đặc biệt là về các tù nhân chiến tranh Ukraine bị Nga giam giữ. Ông Zelensky kêu gọi một gói trừng phạt khác chống lại Nga. Điều này cũng áp dụng cho vụ tấn công khủng bố của Nga tại Olenivka, mà lẽ ra sẽ trở thành lý lẽ quyết định để tất cả các nước văn minh trên thế giới chính thức công nhận Nga là một quốc gia khủng bố, Tổng thống Ukraine tuyên bố. Tổn thất trực tiếp của Ukraine do cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga đã lên tới 108,3 tỷ đô la và cần ít nhất 185 tỷ đô la để xây dựng lại các cơ sở này. Trường Kinh tế Kyiv thông báo hôm thứ Ba trên trang web của mình. Tính đến ngày 27 tháng 7, phần thiệt hại lớn nhất là thiệt hại do phá hủy các tòa nhà dân cư cao tầng với giá trị 42,3 tỷ đô la và các căn nhà tư nhân với giá trị 5,4 tỷ đô la. Tổng cộng, theo Trường Kinh tế Kyiv, kể từ đầu cuộc chiến, các lực lượng Nga đã phá hủy, làm hư hỏng hoặc chiếm giữ 388 doanh nghiệp ở Ukraine, 1.991 cửa hàng, 511 tòa nhà hành chính, 2.217 cơ sở giáo dục, hơn 900 cơ sở y tế, hơn 105.000 ô tô và 18 sân bay dân dụng. Vào cuối tháng 5, các nhà khoa học của trường ước tính rằng tất cả thiệt hại của Ukraine, bao gồm sự sụt giảm GDP, dòng lao động, việc ngừng đầu tư hoặc chi tiêu quốc phòng bổ sung lên tới 560-600 đến 600 tỷ đô la. Ngày 2 tháng 8, tài khoản Twitter người Ukraine ở Ba Lan đăng hình ảnh người dân rời khỏi Donetsk với lời chú thích. Chuyến tàu sơ tán khỏi vùng Donetsk. Mọi người buộc phải rời khỏi thành phố không chỉ vì pháo kích, mà vì cuộc xâm lược của Nga khiến cuộc sống trở nên bất khả thi. Hệ thống cấp điện và cấp nước bị hư hỏng, không thể sưởi ấm nhà ở. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa Alina Kabaeva, người phụ nữ được cho là thân cận của ông Putin, vào danh sách trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày thứ Hai theo giờ địa phương rằng họ sẽ đóng băng thị thực của Kabaeva và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tài sản khác. Từng là vận động viên thể dục nhịp điệu quốc gia, Kabaeva cũng là cựu thành viên Quốc hội Nga. Kabaeva được cho là đã có một mối quan hệ lâu dài với ông Putin, nhưng ông đã phủ nhận điều đó. Lý do quyết định khiến Kabaeva nằm trong danh sách trừng phạt là vì cô là người đứng đầu Tập đoàn Truyền thông Quốc gia, một phương tiện truyền thông nhà nước đang đi đầu trong việc làm đẹp và quảng bá cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Công ty sở hữu các phương tiện truyền thông trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát sóng truyền hình cũng như đài phát thanh và báo in và được biết đến là nơi có ảnh hưởng truyền thông trên khắp nước Nga. Kabaeva đã bị Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt lần lượt vào tháng 5 và tháng 6. Hoa Kỳ trước đó đã cố gắng đưa Kabaeva vào danh sách trừng phạt vào tháng 4, nhưng nó đã bị hoãn lại vào phút cuối. Vào thời điểm đó, Wall Street Journal đưa tin rằng bộ tài chính Hoa Kỳ đã chuẩn bị một gói trừng phạt chống lại Kabaeva, nhưng cái tên này đã bị xóa khỏi quy trình phê duyệt cuối cùng của hội đồng an ninh quốc gia tòa Bạch ốc trước khi thông báo. Các chuyên gia tin rằng việc loại Kabaeva khỏi danh sách trừng phạt vào phút chót có thể được coi là một đòn cá nhân đối với Putin. Có vẻ như việc thêm Kabaeva vào danh sách trừng phạt có thể chọc tức Putin và khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trên thực tế, một quan chức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng ủng hộ phân tích của các chuyên gia khi cho rằng nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với Kabaeva, tổng thống Putin có thể đáp trả một cách quyết liệt. Kabaeva được biết đến là người tình không chính thức của ông Putin, đến từ Uzbekistan và đã giành huy chương vàng thể dục nhịp điệu tại Thế vận hội Athens năm 2004. Cô cũng đã giành được 14 huy chương tại các giải đấu cá nhân thế giới. Mặc dù chính phủ Nga chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa ông Putin và Kabayeva, nhưng chính phủ Mỹ tin rằng cặp đôi này có ít nhất 3 người con. Thứ trưởng Ngoại giao Stephen đã khẩn cấp triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns vào tối thứ Ba để trình bày các đại diện nghiêm khắc về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới Đài Loan và cảnh báo Washington không nên đi sâu hơn vào con đường nguy hiểm của việc chống đối Bắc Kinh, theo RT. Ông Xia Fang nói với ông Burns, động thái này về bản chất là cực kỳ nghiêm trọng và hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc sẽ không ngồi yên một chỗ. Đài Loan là của Trung Quốc và Đài Loan cuối cùng sẽ trở về với sự bao bọc của đất mẹ. Xia nói thêm, lưu ý rằng không một lực lượng nào và không một cá nhân nào được đánh giá thấp quyết tâm kiên định, ý chí mạnh mẽ và khả năng tuyệt vời của người dân Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ phải trả giá cho sai lầm của chính mình. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và kiên quyết. Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà ngoại giao này. Sau khi Pelosi hạ cánh ở Đài Bắc vào cuối ngày thứ ba, Bắc Kinh đã công bố một loạt các cuộc tập trận quân sự và diễn tập bắn đạn thật ở sáu khu vực hàng hải lớn và không gian của họ xung quanh Đài Loan. Thời gian bắt đầu là sau khi chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan kết thúc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ tiến hành một loạt các hoạt động quân sự có mục tiêu để chống lại điều này, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và các nỗ lực ly khai Đài Loan độc lập. Đại sứ Burns vẫn chưa đưa ra bình luận về lời của trách ngoại giao, nhưng bản thân bà Pelosi đã tweet một tuyên bố ngắn gọn sau khi đến Đài Bắc. Bà tuyên bố chuyến thăm của mình tôn vinh cam kết kiên định của Washington đối với hòn đảo tự trị, nhưng không có cách nào mâu thuẫn với chính sách lâu đời của Mỹ về Đài Loan. Quan chức cấp cao thứ ba trong chính phủ Hoa Kỳ, Nancy Pelosi, hiện đang có chuyến công du đến khu vực châu Á. Bà đã đến thăm Singapore và Malaysia và dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến thăm Đài Loan không nằm trong hành trình chính thức của bà trước chuyến đi. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn thăm châu Á và đến sân bay Tùng Sơn, Đài Loan lúc 10 giờ 43 phút tối ngày mùng 2 theo giờ địa phương. Bà Pelosi đã nói với Washington Post lý do tại sao bà nhất quyết dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan. Bà nhấn mạnh, "Chúng ta không thể đứng yên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đe dọa Đài Loan và nền dân chủ." Bà Pelosi chỉ ra rằng ngày nay, Hoa Kỳ phải ghi nhớ lời thế này, đó là chúng ta phải ủng hộ Đài Loan, một quốc đảo kiên cường. Bà Pelosi đưa ra một ví dụ. Đài Loan ủng hộ bảo vệ môi trường là quốc gia đi đầu trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng kinh tế vì Đài Loan có tinh thần kinh doanh, văn hóa đổi mới và sức mạnh công nghệ mà thế giới phải ghen tị. Tuy nhiên, thật đáng lo ngại là một nền dân chủ sôi động và mạnh mẽ được đánh giá là một trong những nền dân chủ tự do nhất trên thế giới và được lãnh đạo một cách tự hào bởi một nữ tổng thống Thái Anh Văn đang bị đe dọa, bà khẳng định. Pelosi cho biết, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan đã gia tăng trong những năm gần đây, đảng cộng sản trung quốc đã tăng cường tuần tra máy bay ném bom máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát gần và thậm chí trên không phận của đài loan khiến bộ quốc phòng hoa kỳ kết luận rằng quân đội đảng cộng sản trung quốc có thể đang chuẩn bị cho các trường hợp thống nhất đài loan tức là để xây dựng một quốc gia bằng vũ lực bà pelosi cho biết trung quốc cũng đã đưa cuộc chiến của họ vào không gian mạng thực hiện hàng chục cuộc tấn công hàng ngày vào các cơ quan chính phủ đài loan đồng thời bắc kinh đang tẩy chay đài loan về mặt kinh tế gây áp lực buộc các công ty toàn cầu cắt đứt quan hệ với đài loan đe dọa các nước hợp tác với đài loan và đàn áp du lịch từ trung quốc bà cũng nói rằng trước sự bành trướng và xâm lược ngày càng nhanh của đảng cộng sản trung quốc chuyến thăm của phái đoàn quốc hội của chúng tôi nên được coi là một tuyên bố rõ ràng rằng hoa kỳ sát cánh với đối tác dân chủ của chúng tôi là đài loan trong việc bảo vệ bản thân và tự do của mình Bà Pelosi nói rằng, việc trở thành một trong số các phái đoàn quốc hội đến thăm Đài Loan chắc chắn sẽ không mâu thuẫn về chính sách một Trung Quốc lâu nay của Hoa Kỳ. Dựa trên đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979, thông cáo chung Hoa Kỳ, Trung Quốc và sáu đảm bảo, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục phản đối các lực lượng đơn phương làm thay đổi hiện trạng. Bà Pelosi nhấn mạnh rằng, trên thực tế, chuyến thăm Đài Loan lần này diễn ra vào thời điểm thế giới đang đứng trước sự lựa chọn giữa chuyên quyền và dân chủ khi Nga tiến hành một cuộc chiến tranh phi pháp và được định trước chống lại Ukraine, giết hại hàng nghìn người vô tội, bao gồm cả trẻ em. Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phục tùng một nhà độc tài, bà Pelosi lưu ý. Chúng tôi đã thực hiện cam kết của mình đối với nền dân chủ, tái khẳng định rằng các quyền tự do ở Đài Loan và tất cả các nền dân chủ phải được tôn trọng. Bà Pelosi cũng cho biết các cuộc thảo luận của chúng tôi với các đối tác Đài Loan sẽ tập trung vào việc tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với Đài Loan và thúc đẩy các lợi ích chung của Đài Loan và Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thúc đẩy một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bà Pelosi nói: "Hôm nay, Hoa Kỳ, các quốc gia và sự thống nhất ở Đài Loan quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ đối với 23 triệu dân Đài Loan mà còn đối với hàng triệu người bị Trung Quốc áp bức và đe dọa." Chính quyền ông Biden hôm thứ Ba đã phê duyệt hai đợt bán vũ khí lớn trị giá hơn 5 tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để giúp họ phòng thủ trước Iran. Cả Ả Rập Xê Út và UAE đều đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa từ phong trào nổi dậy Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Mặc dù các phê duyệt hôm thứ Ba là dành cho vũ khí phòng thủ, chúng có thể bị nghi ngờ bởi các nhà lập pháp, những người đã ủng hộ quyết định của ông Biden vào năm ngoái về việc cắt giảm Ả Rập Saudi và UAE khỏi các hoạt động mua vũ khí tấn công lớn của Mỹ vì họ tham gia vào cuộc chiến ở Yemen. Doanh thu mới bao gồm 3 tỷ đô la đối với tên lửa Patriot cho Ả Rập Xê Út được thiết kế đặc biệt để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthis và 2,2 tỷ đô la để phòng thủ tên lửa tầm cao cho UAE. Ngay từ đầu trong chính quyền của mình, ông Biden đã cam kết cắt đứt hoặc cắt giảm việc bán vũ khí cho cả Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì các hành động của họ ở Yemen. Thưa quý vị, mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo